Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Chương trình Bát Cơm Hương Tích trân trọng kính chào liệt quý vị Một tháng qua, Bát Cơm Hương Tích của chúng ta đã gửi tặng cho những bà con vùng nghèo ở các miền quê Việt Nam và đặc biệt là những người bệnh tật và yếu không người chăm sóc lên tới trên 3.000 phần quà thưa liệt quý vị Phần quà của chúng ta không có gì long trọng cũng như là đắt giá Mỗi phần chỉ có một đô la mà thôi thưa đại chúng chúng ta bắt đầu từ một đô la tìm kiếm những thực phẩm ở tại địa phương và tự thân nấu lên một là hộp cơm để mà tặng cho những người già yếu đây là những hình ảnh mà các vị nhìn xem một bát cơm thật là đơn sơ mộc mạc nhưng nó chứa đựng tất cả tấm lòng của chúng ta chúng tôi rất là biết ơn các phật tử Hữu duyên đối với chương trình này ở tại Bồ Đề Phật Quốc, đặc biệt là thông qua băng tầng 57.15 này, các vị đã phát tâm cần mẫn từ ngày này sang ngày kia. Có nhiều Phật tử già yếu, có thể nói rằng đã vượt qua những khó khăn chướng ngại của tuổi già sức yếu mà đến với chương trình. Đặc biệt tuần vừa qua, chúng tôi rất biết ơn một người Phật tử ở tại vùng Rosemite vị Phật tử này đã trên ba chục năm không có đến ở vùng Orin County này. Nhưng lắng nghe chúng tôi trình bày chương trình bát cơm hương tích, bà cụ đã trên 80 tuổi, tự thân lái xe vượt qua một đoạn đường thật là xa đến với chương trình và gửi tặng cho chúng tôi 50 mỹ kim để chúng tôi hỗ trợ cho chương trình này thưa lời quý vị. Có thể nói đây là một chương trình có ý nghĩa thiết thực nó đem lại phước báo, đem lại niềm vui, an lành cho tất cả những bà con đồng bào khó khăn của chúng ta còn ở tại Việt Nam. Những hình ảnh chúng ta thấy là những thực phẩm ở tại địa phương và có những hoàn cảnh mà từ sáng sớm có những hoàn cảnh chúng tôi nghe tường thuật là những hoàn cảnh rất trong quý. Các vị có biết tự nhiên 2 giờ sáng Người ta đã thức dậy và kéo nhau mấy chục người đến tại điểm để được nhận cơm. Và khi mới cái 4 giờ sáng người ta đã đã đến nơi rồi. Các vị Phật tử phụ giúp chương trình này chẳng hiểu tại sao 4 giờ sáng người ta lại kéo đến. Và lúc bây giờ hỏi ra thì thì ra là là có một người thức dậy trong đêm khuya mà nghĩ rằng trời gần sáng và phải đi bộ tới 2 giờ đồng hồ mới tới nơi. Do vậy mà nghĩ phận già sức yếu rủ nhau đến tại với chương trình trước là để phụ giúp sách xào nấu nướng và sau là để xin được một phần cơm ăn bữa trưa. Thưa lời quý vị, chúng tôi thật là cảm động, thật là là trân quý những cái tấm lòng như vậy mà đã hướng về với chương trình của chúng ta. Việc của chúng tôi ở đây là một người làm gạch nối giữa tấm lòng của bà con Phật tử, các mạnh thường quân, kể ích người nhiều ở tại chương trình bát cơm hương tích này và chúng tôi à, gửi đến à, cho đúng người à, cần nhận chương trình này và các vị thứ nghĩ xem một đô la chúng ta không làm được gì nhưng ở trong chương trình bát cơm hương tích thì nó là một bữa ăn đơn sơ đảm bạc nhưng nó nó tỏa hương thơm ngát bởi vì tấm lòng thanh tịnh trong sáng của chúng ta. Chúng tôi cố duy trì chương trình này một cách cần mẫn trong sáng là để tạo dựng niềm tin và đến nuôi dưỡng công đức bố thí cho tất cả đại chúng. Các vị cứ nghĩ xem ở trong tâm của chúng ta thương tưởng tới những người cùng khổ khó khăn, nghĩ đến cái công việc bố thí thì trong tâm chúng ta được nuôi dưỡng tới hạt giống bố thí. Hạt giống bố thí nếu như được trưởng dưỡng ở trong tâm của chúng ta, trong con đường sanh tử dài lâu, biết bao giờ chúng ta giải thoát. Nếu không nhờ những hạt giống phước báo này, thì tất nhiên chúng ta sẽ rơi vào con đường là khốn khổ thiếu thốn ở trong tương lai. Ông bà mình nói rằng hôm nay có phước, có được chén cơm ăn, chúng ta nghĩ tới ngày sau, ngày sau nếu như hết phước rồi thì lấy cơm đâu để mà ăn. Do vậy mà chúng ta bắt đầu từ những cái công việc rất đơn giản như vậy. Đặc biệt ở trong mùa Tết này thưa lập quý vị Chúng tôi muốn nỗ lực làm hơn nữa Nhưng mà ở tại Bộ Đề Phật Quốc Có quá nhiều Phật sự, có quá nhiều chương trình Và đặc biệt là Phật tử chúng ta các vị đã đóng góp cần bẩn lâu ngày Đôi khi nó cũng mệt mỏi Và mặt tài chánh Do vậy mà chúng tôi không dám kêu gọi hơn nữa chỉ có những thông tin, những tấm hình à, chúng tôi chia sẻ ở tại bên tầng 57.15 này. Hy vọng tất cả quý Phật tử xa gần, ai có thể nghe được thông tin này, à, xin các chị quan tâm, yểm trợ cho chúng tôi để chương trình này nó được lan tỏa rộng hơn và nó đem đến à, một bữa cơm thật là thanh tịnh, một bữa cơm đạm bạc đầy ý nghĩa cho những người cùng khổ ở tại À, miền quê Việt Nam. Chỉ có khi nào chúng ta một lần đến với chương trình, một lần đến tận nơi, tận mục, thì lúc bây giờ chúng ta mới nhìn thấy được hoàn cảnh nó khó khăn như thế nào. Chúng tôi có khi cũng hết rất là ngạc nhiên giữa một xã hội này đến ngày hôm nay mà ở Việt Nam vẫn có nhiều gia đình là thiếu ăn. Chúng ta không thể tưởng tượng được họ thiếu ăn thật sự chứ không phải là đơn giản. Có nhiều cụ già vượt qua đường xá tới uh, mấy giờ đồng hồ như vậy chúng tôi nói tại sao có một bữa ăn mà phải khổ cực như vậy và các cụ nói rằng uh, đi mấy giờ đồng hồ có được bữa ăn còn hơn là phải nhịn đối thưa thầy họ nói chúng tôi uh, thấy thật là nghẹn ngào nhưng biết nói làm sao bây giờ đây uh, bằng lầm từ bi của chúng ta mà chia sẻ đến những mảnh đời này thì đó chính là những gì có ý nghĩa lớn nhất ở trong chương trình bát cơm hương tích hy vọng những hình ảnh mà các vị nhìn thấy ở trong bốn tuần qua, các vị lưu tâm và à, chứng tri cho những gì à, chúng tôi đang làm cũng như là chúng ta cùng nhau xây dựng chương trình này nó được giữ gìn dài lâu và nó lan tỏa rộng rãi đem đến nhiều bữa ăn nhiều cái sự ấm no hơn nữa và trong nguyên lý của nhân quả thì chúng ta thấy rằng cho người ta bữa ăn mình có được cái phước báo mình được có sự cái trướng dưỡng nhiều phước báo ở trong tương lai. Hy vọng mười phương chư Phật tam bảo lực chứng tri cho tấm lòng của chúng ta. Một lần nữa thay mặt chương trình, chúng tôi xin đỡ đầu thăm tạ công ơn của các vị. Và trước thềm năm mới, chúng tôi xin kính chúc các vị thân tâm thường an lạc. Nam mô Bốn sư thích ca mâu ni Phật.